Chào mừng các bạn đến với bài hướng dẫn SolidWorks. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ tượng chân dung phân diện bằng các lệnh của Surface. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi fanpage của ngành thiết kế công nghiệp TTU để cập nhật những hoạt động mới nhất của ngành nhé. Đầu tiên là mình bắt đầu bằng New Part. Trên mặt phẳng Front và mặt phẳng Right, mình sẽ ghép hai cái tấm hình của cái tượng phân diện. Chiều cao mình sẽ lấy mặc định là 10cm, tức là 100mm. Nhớ đưa về góc tọa độ mặt front. Còn lại mặt phẳng right, mình đưa cái mình chiếu mặt bên. Nhớ là cái định của nó không phải là chính giữa của bức tượng, mà là lùi về phía sau. Rồi tiếp theo là trên mặt phẳng right, mình sẽ bắt đầu bằng một new sketch và mình sẽ vẽ cái đường biên của phía trước khuôn mặt nha. Sau khi kết thúc lệnh thì mình sẽ chút ra một bên. Mình sẽ vẽ một nửa khuôn mặt thôi. Tiếp tục trên mặt phẳng front, tạo một new sketch và chúng ta sẽ vẽ cái phần mặt cắt bỏ đi cái phần thừa của khuôn mặt. Sau khi vẽ xong thì mình dùng lệnh trim surface để mình cắt đi. Đã được cái hình như thế này. Vậy là mình có một phần phía trước và phần miệng của cái tượng. Tiện thể mình quay lại mình sửa luôn cái phần dưới, tức là mình vẽ nguyên cái phần phía trước của cái tượng luôn, tại vì cái phần này nó có đối xứng ra hai bên chứ nó không phải là định nhọn, cho nên mình vẽ luôn một lần từ trên xuống dưới luôn. Và mình thay đổi lại cái phần công cụ cắt bằng cách là edit lại cái sketch. Sketch số 4 này. Và mình sửa luôn cả phần phía trước. Đây mình vẽ xuống tận dưới cái cổ và xuống tới cái chỗ vai giáp với cái bụng luôn. Sau khi hoàn tất thì mình sẽ có một cái phần mặt phía trước như thế này. Đây là phần phía trước của cái tượng. Mặt trước của bây giờ mình sẽ vẽ một cái diện phía trên. Bằng cách là trên mặt phẳng right và mặt phẳng front, mình sẽ vẽ hai cái đường giao của cái đầu. Toàn bộ mình dùng SP line hết nha, tại vì nó có độ cong. Cạnh nối còn lại thì mình dùng 3D sketch để mình nối. Sau đó nối mặt phẳng lại bằng lệnh lock. Tiếp tục dùng lệnh 3D sketch để mình vẽ phần mặt ở phía trước nha. Mình sẽ quay hai góc, tức là góc về mặt phẳng front và mặt phẳng right, để mình kiểm tra cho nó giống trong cái hình mình đã chèn vô. Nhưng cái này mình kéo vô bên mặt trước cho nó giống, và mình kéo ra mặt bên để mình kiểm tra lại.
sau khi mình có cái sketch như thế này rồi thì mình tiếp tục tạo thêm một cái sketch nối xuống phần tầm. Rồi tiếp tục mình sẽ sử dụng lệnh lót để mình nối lại. Tiếp theo là mình sẽ dùng 3D Sketch để mình vẽ cái phần xương quai hàm. Và cái phần này sẽ đi vô trong, cho nên mình sẽ căn theo trục Z. Sau đó là mình sẽ nối từ phía trên đỉnh đầu đi xuống cái phần của xương quai hàm. Chú ý cái phần đường nối này, mình có một phần đường cong phía trên và một đường thẳng phía dưới, cho nên mình sẽ tách làm đôi. Nó có phần trái sọ và phần tách biệt giữa cái phần sọ và phần gương mặt, cho nên sẽ có một phần cong phía trên, mình tách làm đôi như thế này. Sau khi vẽ xong các đường line này thì mình sẽ dùng lệnh lót để mình nối từng mạng riêng nha. Trong cái phần profile các bạn cứ chọn hai cạnh và phần cạnh còn lại thì mình sẽ chọn cái đường gai còn lại. Ví dụ là nếu mà mất đi sketch thì mình sẽ vẽ lại cái sketch. Nếu cái đường sketch nó không khó khăn lắm thì các bạn có thể bắt đầu bằng 3D sketch cũng được. Tiếp tục là phần sọ phía sau thì mình sẽ tạo trên mặt phẳng right, mình sẽ tạo new sketch và mình vẽ cái đường đó. Tạo một cái plane
đi qua cái điểm kết thúc để mình vẽ cái phần phía sau hộp sọ. Trên cái plan này mình sẽ tạo new sketch. Cái hộp sọ phía sau thì là do cái hình tư liệu không có, nhưng mà các bạn làm là cái nó phần đỉnh nó sẽ thấp xuống một xíu. Làm sao mình giống cái đường ngang nó phải thấp xuống một xíu như thế này. Và nó sẽ nhỏ hơn so với bề ngang, nhìn trên trời nhìn xuống sẽ nhỏ hơn so với cái bề xa nhất của cái đầu sọ. Cạnh còn lại mình sẽ nối tiếp tục bằng 3D sketch. Và lưu ý tất cả các sketch này của mình sẽ rời nhau hết nha, từng sketch một, đừng có vẽ chung một sketch. Và mình sẽ nối lại tiếp tục bằng lệnh lót. Rồi trên mặt phẳng right thì mình sẽ vẽ cái phần phía sau. Tại vì phần này sẽ là đối xứng qua hai bên, nó nằm ngang, cho nên mình vẽ luôn cái phần phía dưới cho tới cái phần bục luôn. Và chú ý hai cái điểm này của mình phải kết thúc cao bằng nhau, bằng cách là mình ấn Ctrl và mình ấn vô hai điểm chọn ngang bằng nhau. Rồi tiếp theo là mình sẽ extrude nó ra xa hơn so với cái tượng nha. Vì tí mình sẽ cắt lại. Tiếp tục trên mặt phẳng front mình sẽ vẽ một cái sketch để mình cắt ngược lại để ra cái phần phía sau của cái đầu. Sau khi vẽ xong thì mình dùng trim surface để mình cắt đi nha. Phần dao phía trên thì mình sẽ dùng cái phần mặt cong ở trên cái đầu để mình làm cái lưỡi mình cắt. Rồi tiếp tục dùng lệnh 3D sketch để mình làm cái phần nối giữa cái phần mặt và cái phần cổ. Phần này sẽ đi vô trong và đi ra sau. Ở đây mình sẽ không có tư liệu nhìn từ trên nhìn xuống, cho nên mình ướm nó đi vô thôi nha. Cái này thì các bạn sẽ phải vận dụng một số kiến thức các bạn đã từng học về môn điêu khắc cơ bản để các bạn hiểu về cái tượng này.
sau đó mình sẽ vẽ cái mạng mà giao giữa cái gương mặt với cái phần sọ nối xuống cũng bằng 3D sketch. Và mình lấp đầy cái mạng đó bằng lệnh lót. Rồi sau đó các bạn nối từ phần odd lên tới cái phần dao đó để mình kết thúc của phần sọ và bắt đầu xuống làm phần cổ. Phần sọ này mình sẽ gộp hai cái cạnh này lại, tại vì nó khá là nhiều cạnh cho nên mình gộp hai cạnh này lại thành một cạnh, thành một cái sketch duy nhất để mình dùng lệnh lót cho nó dễ, bằng cách là vô Q xong rồi mình chọn Composite Q. Phía trên cũng tương tự như vậy, mình vô để mình nối lại, sau đó mình sẽ dùng lệnh lót di chuyển profile, mình sẽ chọn cạnh này đi xuống cạnh dưới và đường dẫn tương tự như mình vẽ một cái hình có bốn cạnh. Ở đây mình vẽ sáu cạnh, mình nối lại là hai đi với nhau rồi, cho nên nó cũng tương tự như mình vẽ bốn cạnh. Tiếp theo mình sẽ đi phần đáy và mình sẽ chọn cái đáy là hình vuông, cho nên mình sẽ cho hai cái cạnh nghiêng nó bằng nhau và mình cái góc tọa độ nó phải thẳng chục với cái phần tâm, tức là cái hình của mình, cái tâm của cái hình này nó sẽ không có nằm chính giữa cái tâm nhưng mà nó sẽ lùi về phía trước, cho nên nó thẳng hàng với cái góc tọa độ là được, tại vì ở đây cái tượng của mình nó sẽ không có nằm chính giữa so với cái bục. Sau khi vẽ xong, mình kiểm tra xong nó nằm ở chính giữa hai bên so với cái hình rồi thì mình sẽ vô feature và mình add chút nó lên. Chiều cao nó sẽ đi tới cái cạnh nghiêng của cái cổ và sau đó mình sẽ cho độ nghiêng để nó nghiêng lại thành một cái hình giống như là hình tháp. Tiếp tục là dùng lệnh 3D sketch để mình nối cái phần dưới cằm nha, giao giữa cằm và cổ.
Rồi ở trên mặt phẳng của cái bụng mình sẽ vẽ cái phần giao giữa cái phần vai cách điệu với phần phía trước. Tiếp tục là phần này là các bạn sử dụng kiến thức các bạn đã từng học của môn điêu khắc cơ bản để các bạn làm về cái tượng này. Chú ý những cái đường này nó phải giao nhau nha, tất cả các điểm đều giao nhau. Mình tách cái mảng phần vai lên như thế này, và cái phần xuôi từ cái phần cổ đi xuống với dưới phần vai như thế này, và phần cuối là cái phần giao từ cái phần óp của mình á, cái óp mà giao những cái phần sọ và phần mặt đi xuống dưới phần cổ cũng bằng đường SB line nha, nó sẽ ăn vô giữa phần cổ như thế này. Chỗ này mình bị nhầm xíu là cái phần giao giữa cái mặt với cái phần cổ mình vẽ sai rồi, tại vì mình cũng không có tượng mẫu. Nhưng mà lâu lắm rồi mình cũng quên cái này cho nên là xóa đi cái phần trên này nha. Mình sẽ vẽ lại, nó sẽ ăn vô cái đường mình mới vẽ chứ nó không phải là kết thúc như thế này. Đây bị mất một cái đường rồi thì mình sẽ vẽ lại khúc này. Vẽ lại cái đường nối từ cái xóa hết mấy cái đường bên này lại để mình vẽ lại. Đây mình sẽ vẽ từ cái phần odd giao với phần này bằng body sketch. Rồi nối lại cái phần phía sau của cái hộp sọ. Rồi tiếp theo là mình sẽ vẽ lại cái đường nối từ trên cái phần giao giữa mặt và hộp sọ đi xuống dưới cái phần giao giữa cằm với cái cổ, giao giữa cái cổ với là cái vai, ăn vô một nửa như thế này. Và mình sẽ vẽ lại cái mạng này, kéo cái màu hồng lên trên. Chỗ này thì mình sẽ dùng body surface nha, tại vì cái phần đường biên của mình nó không kéo dài hết cho so với cái đường, cho nên mình sẽ không có dùng cái lệnh lót nữa. Đây mình sẽ vẽ cái phần cái cổ như thế này. Rồi chỗ này mới là cái đường mình đi từ trên cái xương gò má đi xuống dưới cái cổ. Chứ hồi nãy mình vẽ như kiểu kia thì nó bắt điểm hơi sai. Đúng là mình phải vẽ cái phần cổ như thế này trước, rồi cái phần đó nó mới bắt vô thì sẽ chính xác hơn. Đó là lý do nãy mình sửa lại cái phần đó.
Rồi nhiệm vụ còn lại là mình chỉ làm cái phần về cái trái cổ đi với cái lên tới phần cổ thôi, bằng cách là dùng lệnh 3D sketch vẽ một cái SB line ở giữa nối lại. Ở đây cái phần trên cái cổ nó có cái chỗ mà nó ăn xuống, hồi nãy mình dùng cái lệnh body á, thì bây giờ mình phải vẽ lại cái sketch đó. Chứ mình lấy xuống thì hai cái sketch nó bị chéo nhau cho nên không được. Mình sẽ vẽ lại cái sketch ở bên cái cổ. Và tiếp tục là mình sẽ composite cái tool lại, tức là mình ghép hai cái sketch thành một cái sketch nối lại cho nó dễ, cho nó ít sketch lại, cho khi mà mình thao tác trên cái lệnh lock nó sẽ dễ hơn. Tương tự như vậy mình sẽ nối lại cái phần phía trên. Và sau đó mình sẽ dùng lệnh lock để mình nối lại như thế này. Sau đó là mình sẽ nối tất cả các mảng mình vẽ lại thành một mảng duy nhất. Bằng cái lệnh là Knit Surface để mình nối lại, chọn tất cả các mảng để mình nối lại thành một mảng. Sau khi nối lại thành một mảng thì mình sẽ qua feature để mình mirror cái phần hồi mình vẽ để thành một cái mặt hoàn chỉnh. Thì tất nhiên là mình sẽ sử dụng cái plane ở phía mặt phẳng cry để mình đối xứng.
ở đây mình kiểm tra lại cái phần phía trước của cái má gò má mình nói bị sai, có thể là do lúc đầu mình vẽ từ hai cái sketch nó bị dính nhau, nó không phải là hai sketch rồi mà là hai cái sketch bị dính, cho nên khi mình nối cái đường nó bị, nó không có mượt cái đường mà nó bị tách biệt ra, cho nên mình sẽ xóa nó lại. Và trước khi xóa thì mình sẽ xóa lại cái mirror và cái nick lại, tức là mình tách lại thành mạng lại. Và mình ẩn cái mạng này đi, vẽ lại. Lý do mình không xóa đi mà mình ẩn tại vì mình xóa đi thì có thể nó sẽ ảnh hưởng nguyên cái cây history phía sau, tức là những cái vẽ phía sau nó có thể bị ảnh hưởng, nên mình ẩn đi, mình vẽ cái khác thôi. Đây, sau khi vẽ cái khác như thế này và mình sẽ nối lại như nãy, nó không còn cái đường G như hồi nãy nữa. Mình nối lại tất cả các mạng bằng cái lệnh finish surface. Và sau đó là mình sẽ mirror đối xứng qua để tạo thành một cái hoàn chỉnh như thế này, một cái tượng hoàn chỉnh như thế này. Và mình sẽ ẩn đi một số cái sketch mà đang còn bị hiện ra như màu xanh hoặc màu đen như mình đang thấy. Vậy là mình đã kết thúc bài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.